Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi các bộ liên quan xin ý kiến về phương án thí điểm thu phí sử dụng đường bộ cao tốc do nhà nước đầu tư trước khi trình Chính phủ. Theo đó, thì Bộ Giao thông Vận tải đề xuất cho phép 9 tuyến đường bộ cao tốc do nhà nước đầu tư hoàn thành đưa vào khai thác trước năm 2025, thực hiện thí điểm theo cơ chế phí. Bên cạnh cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, 8 đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 được đề xuất áp dụng cơ chế thí điểm gồm Cao Bồ, Mai Sơn, Quốc lộ 45, Quốc lộ 45, Nghi Sơn, Diễn Châu, Cam Lộ, La Sơn, Vĩnh Hảo, Phan Thiết, Dầu Dây, cầu Mỹ Thuận 2. Thời gian thực hiện thí điểm được kiến nghị áp dụng cho đến khi quy định pháp luật về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc được Quốc hội thông qua. Thời gian thu phí thí điểm theo cơ chế tối đa đó là 5 năm kể từ thời điểm đoạn tuyến đường bộ được triển khai thu phí.